Trời ơi, nó dột dữ lắm. À, dột dữ lắm hả cơ? Mùng chiếu nó ướt hết trơn à. Ôi. Vậy là từ là mưa là không ngủ được hả? Trời. Thôi được rồi. Cho mày biết nhà rồi. Con biết nhà, thỉnh thoảng con tới con thăm nha. Này. Trời ơi. Tao nói với người cha chủ nhà đó. Tao nói từ ngày mà tôi thò lãnh cái đi xin tới giờ chưa có gặp hai em thằng đó. À, nó sẵn lòng nó thương là khác. Yeah. Còn ta nói còn mấy nó khác. Yeah. Hi, xin kính chào tất cả các cô chú, các anh chị cũng như tất cả các bạn. Hôm nay mình đang có mặt tại ấp An Thái, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay mình quyết định tìm nhà ông cụ xin ăn. Ông cụ mà lần trước gần 90 tuổi đấy các bạn, nhưng mà buổi trưa mình thấy ông đi xin cơm xin ăn, thì hôm nay mình xuống đây để mình tìm nhà ông. Thì bây giờ đang được các anh lần trước anh dẫn mình đi vào thăm xem cái cuộc sống của ông như thế nào, nhà cửa ông như thế nào. Chứ có rất nhiều các cô chú hỏi nhưng mà để ủng hộ cho ông, nhưng mà do mình không có biết nhà nên không có dám nhận. Đường vào đây khá chi là ngoằn ngoèo khó đi. Thì các anh này là anh xem cái clip của mình nhá, thì anh biết là nhà ông ở đâu, thế anh cứ gọi điện cho mình. Thì hôm nay mình mới xuống để mình đi tìm, để sẽ tìm hiểu về cái hoàn cảnh của ông để giới thiệu với mọi người. Sao ông già như vậy mà bị cụt một chân mà lại sống vất vả như vậy? Ngay ở Cái Bè, Tiền Giang. Đường vào thì nó hơi khó đi. À, thế này mà không biết ông cụ không biết sao ông chống vậy, ông đi chắc là ông đi từ sáng đến mãi 2-3 giờ chiều mình mới gặp ông ngoài đường. Mà ông nói ông chưa ăn cơm, ông đi xin cơm ăn. Thế này mà ông cụ ông ấy đi chống, ông ấy đi cả nhích ngoài đường các bạn. Đường này vào không biết là tí có ra biết đường ra không này. Mà nhiều khi không biết là cái người dẫn đi biết có phải là thật tình không này. Nói vui vậy thôi chứ chắc chắn là người ta thật rồi, nhưng mà nhiều có khả năng nhiều cái trường hợp đó, người ta cũng ông lại đi nữa này hả? Dạ. Nhà ông ở đâu vậy? Dạ, đi qua đây cái mấy bên đây mà. À. Đi bộ đậu anh đậu xe cái này đi bộ luôn. Dạ dạ. Đi bộ qua cái cầu đấy cơ. Dạ. Nhà ông cụ nằm tít trong trong đồng trong ruộng á, nhưng mà nay mình tới thì ông lại đi nữa rồi, ông lại trống gậy đi nữa rồi. Nghe đâu người nhà quản không được. Cũng có một vài người thân đó nhưng mà quản không được. Cứ hàng ngày ông đi không biết được có cho ông ăn hay không mà ông cứ đi miết đấy.
Giờ ông mà đi rồi không biết đường mà tìm luôn á. Chào cô. Ủa ông cụ lại đi à bà cô? À, nói sao đi nghe không kịp. Ông cụ lại đi rồi à? Ông cụ đi rồi. Ông ở nhà nào cơ? Nhà ông ở nhà bên đó hả? Giờ có cách nào tìm ông về được không ta? Cái nhà lá bên đấy chứ cơ. Nhà bên đây của cái bà cô đó. À. Ông không chịu ở đó, ông ở đó. À, ông ở ô cha. Là ông ở bên cái vách nhà đây đúng không? Đây, thì ra đây là căn nhà của ông ở đây. Giờ có cách nào đi tìm ông về được không ta? Dạ, ông đi chắc không biết đường quá. Tối là ông cứ nằm ở đây ông ngủ đây. Rồi, từ giờ ông đi với cái khách nào mà là thường kiếm ông ở đâu nữa. Mưa gió đây mít làm sao. Đấy, cái nhà ông ngủ đúng là tội thật. Cửa ra không có, nhà thì cây cối thì mục nát, muốn sập luôn rồi. Ông kê cái giường đây, ông nằm đây, tối ông chui đây ông ngủ này. Giờ để nhờ người đi tìm ông về. Ông đi đâu về đây? Trời ơi, lâu gặp mày quá. Ông nhớ con không? À, ông nhớ con không? À, nhớ đúng không? Ông đi đâu về đây mà nhiều bị thế? À, cái vợ rồi. À, cà phê đây cho con à. Con đi vô thăm nhà ông. Chào cứ giờ hỏi thăm mấy ông kia. Nói bữa nay nó không có đi vậy. Đấy con vô nhà con thăm ông này. À, hay chứ. Ông dẫn con vô nhà đi. Tại vì ta nói hoài, ta nói trong đời không có hàng nào như hai hàng đó. Nó chụp hình tới lui mà nó mua đồ ăn nó cho tôi hết thương. Dạ. Ông ăn cơm chưa? Hả? À, ông ăn cơm chưa? Rồi. Ăn rồi vậy cơ? Hả? À, hết chết rồi. Ông dẫn con vô nhà đi. Dạ, yeah, hai em mày quá xương đầu. Dạ. Mày thấy xa cái bề mặt rồi. Dạ, dạ. Con đi tìm ông từ sáng cái giờ. Rồi. Quần áo ông, trời ơi. Dạ. Hai ơi. Đi vô nhà đi ông đi, vô nhà. Rồi. Để con xách cái túi đồ cho ông ha. Rồi. Ông đi vô nhà. Mà cái dạo, hồi đấy tao xách. Để con xách cho. Dạ được. Thôi con gặp vậy quá mừng mẹ ơi. Tao quá yêu rồi. Dạ. Gặp lần nào. Nãy con xuống con cho tiền ông xài tiếp nè. Hơi chồng già thương tao. Đâu dẫn con vào nhà đi. Ông vô nhà đi, vô nhà đi, vô nhà, vô nhà. Này. Ông vừa về đây ông mệt hả? Vài ba bữa mới có đi. Vài ba bữa ông đi rồi. Này, đi ông nội. Dạ. Để con xách cái túi này vào cho ông vào nhà đi. Đi. Thôi đây, trời, xách được rồi vậy. Gặp vậy cho vậy gì à? Con vô nhà ông. Rồi. Con vô nhà ông á. Hai Phương nè con ơi. Ông sao con vô nhà con lấy đồ của nhà ông mà sao không cho con vô nhà. Rồi chỗ này đi đi đường nào ở đây. Con đi đường này nè. Con đi đường này con ghé vô con thăm ông á. Ừ. Đi vô nhà đi ông đi, về nhà đi. Rồi. Quá mừng rồi. Mừng quá. Dạ. Biết chừng nào mà đâu quên cái ơn người quay. Dạ. Ông còn tiền xài không? Còn tiền không? Rồi. Rồi vậy. Ông còn tiền xài không? Hai chiếc con dao ơi.
Thì vô nhà đi ông đi, vô nhà đi. Trời ơi đấy. Nhà. Thế con dẫn ông vô nhà đi. Trời ơi, được, được rồi. Thế vô về nhà, về nhà, về nhà. Trời ơi, con đi à. Con đi vô được. Nhà ông. Vậy sao đây? Sao vậy? Đấy, cha. Ông không cho con vô nhà hả? Trời hẹt. Con biết nhà ông rồi. Trời đi. Chứ chứ không có ai hai anh em mày hết trơn á. Mày ra cho rồi, quá ra cho rồi thôi. Dạ dạ. Rồi. Thì ông dẫn con về nhà đi, về nhà. Rồi. Rồi. Đi về nhà đi. Đây con cầm cái gậy đâu này. Thôi đi đi. Hai nhà mày gì à? Con đi vô nhà ông luôn á. Con vô thăm nhà ông. Rồi. Cứ đi một mình rồi thử thử vậy. À cái nó nữa. Đây 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 đây. Rồi. Dạ dạ. Đã yếu rồi chứ mà ông đi tối ngày. Em đi làm thì em gặp cái em chở ông về tới đây, chở về tới đây đã. Đi chở về sớm rồi là hai bữa nào cũng xế xế cũng gặp ông nữa. Mai là đi tiếp rồi. Mấy tháng này mày ở đâu? Vậy là cũng biết đường kêu sao ông trở về đấy chứ. Cái dốc nào ông đi cẩn thận nha. Nó còn cũng khéo phết đấy chứ. Ông đi quen rồi. Ai ai gặp cũng biết luôn đó. Ba bốn người ra rước ông về này. Dạ. Ai nhắc rồi. Ông đi lâu chưa? Cái trò lặng á. Dạ dạ vâng. Cái lặng chút. Dạ. Trò mà bé cái nhà ở trong. Dạ. Con vô thăm nhà ông để thỉnh thoảng con nghe. Ừ. Sáng ông đi lúc mấy giờ? Rồi. Dạ. Em quen anh ra cái dấu, ông nhìn theo cái dấu. Dạ. Giống như cái từ nghe từ không? Dạ. Yeah. Nói chung cũng tài cũng hơi ấy mà. Hôm nay là 92 tuổi rồi đó. 92 tuổi. 92 tuổi mà còn chưa đi lắm mà.
Nhà ông đây hả? Để đi vô thăm nhà ông xíu. Ở cái nhà của ông nè. Đây ông vào đây là tối là ông ngủ ở đây. Nay mới biết cái nhà của ông. Dạ, nay mới biết nhà của ông á. Đây à, tại đây lại đó. Dạ, ông ngủ ở đây hả? Thôi chết con ơi. Dạ. Nay mày xem được cái nhà rồi. Nhà coi đây đây. Dạ, tối ông thầy chiếu ra đây, ông nằm ông ngủ. Rồi, con mình một. Dạ. Thôi chết con ơi. Dạ. Ông đi không sợ người ta vào nhà người ta lấy đồ à? Sao ở nhà vậy à? Sao bỏ nhà ta đi cho ngài à? Dạ. Này cái gì đây ông? Về chai rồi. À, về chai, ông lượm về chai. Thôi, con giao. Thôi, vậy được rồi. Dạ, xem nồi niêu ông nấu cái gì đây mà có nồi đi. Này là nước đá ông mua về để ông uống. À, ông bỏ đồ. Này mưa gió không biết làm sao đây. Trên đồ hư rồi không à? Dạ toàn đồ hư. Không có cái nào xài được. Thôi. Trời mưa nhà nó có rột đúng không? Trời. Mưa. Trời không ngờ có rồi hai cái nhà hay đâu nên ra đốt của nó ánh sáng lại đây à? Có nghĩa là tòa nhà mình không có đèn, ví dụ tối nhà này thắp sáng rồi nó chói sang đây. Nhà này của anh ta, dạ. Nhà người ta tao đây à? Dạ dạ. Rồi. Mưa gió này. Tao đi mà tao cứ tao hỏi thăm hai anh em mà ra đi, bộ nó đi chợ nào nữa rồi à? Không gặp. Ông tìm bọn con chào hả? Chào là chỗ sao mà mày ấy đó, tao ngồi cả dơ ngồi hoài. Rồi giấy vậy, Phật trời cho nó đi lại đây cho tôi gặp nó. Chứ tôi từ ngày đi sinh tới giờ không có cái tớp nào mà được với cái tớp đó. À, ý là cho nhiều tiền hả? Nó, nó mua từ dĩa cơm rồi nó phải về ăn đi. À, vậy bữa nay con biết nhà của ông rồi. Dạ. Ông còn tiền xài không? Hả? Ba cái tiền mày còn nữa. Còn luôn hả? Tao đấy dành hoài à. À để dành nhá, ông cứ xài đi, mua đồ ăn. Mày sao xài đâu cũng hết phần nữa rồi. À hết phần nữa rồi, 1 triệu mà hết phần nữa rồi, còn 500 là ông xài lâu ấy chứ. Trời ngày mà tao đi sinh tới giờ không có ai mà như hai anh em mày. Ông còn nhiều tiền không? Ông còn nhiều tiền không? À. Mua cái áo mới khác mặc đi, áo này này. À. Ông có áo mặc không? À. Nay con biếu tiền ông, mai đi mua quần áo nhá. À. Trong này cái gì đây ông? Và cái lê chén thầu rồi à. Cái nhà ông này không đường trước đường sau nó thông thiên lẫn nhau luôn. Ông ngủ mưa nó có rột không? À, mưa trời ơi, nó rột dữ lắm. À rột dữ lắm hả cơ? Mùng chiếu nó ướt hết trơn à. À. Vậy là mưa là không ngủ được hả? Thôi được rồi. Cho mày biết nhà rồi. Con biết nhà, thỉnh thoảng con tới con thăm nha. Ai. Trời ơi. Tao nói với người cha chủ nhà đó. Tao nói từ ngày mà tôi thò lãnh cái đi xin tới giờ chưa có gặp hai em đằng đó.
Nó sẵn lòng nó thương là khác. Dạ. Còn ta nói còn miệng nó khác. Dạ. Này con số con biếu tiền tiếp cho ông. À. Để cho ông lấy cái ông xài ha. À. Bữa nay ông ở nhà đi đừng đi nữa. À. Ở nhà cho khỏe. Bữa nay người ta ít cho, người ta cho bao hũ gạo. À, người ta cho gạo. Gạo người ta cho nhiều. À. Tại hôm trước con không biết nhà ông ở đâu á, nhiều cô chú bảo cho tiền ông đó nhưng mà con không biết nhà ông ở đâu cho nên con không dám nhận. Hôm nay có mấy cô chú gửi cho ông được 2 triệu mấy này. Một người giấu tên có cái mã số chuyển tiền là 1010 gửi cho ông 200.000. Cộng với chị Trinity á. Này. Trinity Nguyễn á gửi cho ông là 1.150.000. Cộng với chị Ngọc Nữ gửi cho ông là 1 triệu. Là 2.350.000. Còn biếu tiền cho ông để ông ở nhà nha. Bữa nay ông ở nhà ông đừng đi nữa. Ngoài ông già với bà già còn không? Dạ con. Còn hả? Dạ. Trời ơi. Quá hạnh phúc mẹ ơi. Dạ. Để con là thôi. Thôi con về đây. Con biếu tiền cho ông để mai ông mua quần áo. À. 500. À. Rồi, 1 triệu. À, 2 triệu, 1 triệu rưỡi. 2 triệu. À. Hai trăm. Rồi. 2 triệu 350.000 nó đương 2 triệu 4 luôn ha. Ông biết cái này bao nhiêu không? Ông biết bao nhiêu không? Này 500.000. Chơi 500.000 này. Dạ đúng rồi. Qua lần hổm cũng mà ấy này nhiều hơn nữa mà. Dạ đúng rồi, nhiều hơn. Hơn gấp hơi 2 lần hôm bữa đó. Ông cứ xài để hết con súng con cho nữa. Này. Hai chắc con rồi. Có mấy cô chú cứ gọi điện hỏi biếu tiền cho ông nhưng mà con không biết nhà ông. Đấy, hôm nay con mới biết nhà ông này. Tạm thời có mấy cô mà gửi tiền mà không có báo á, là cô ấy có cái người giấu tên gửi 200.000. Thế một chị là Trinity Nguyễn là gửi cho ông 1.150.000, còn với chị Ngọc Nữ là 1 triệu. Tổng là 2.350.000 nhưng con biếu 2.4 triệu luôn ha. Ông để dành tiền ăn nhá. Mua quần áo mặc, mua đồ ăn ngon ăn. Nha, mua quần áo này. Mua quần áo này. Và rồi. Ôi chắc mẹ ơi. Ông vui không? Nên tao gặp mày lần hổm rồi đó, tao nhắc hoài. Dạ. Tao gặp cha nào tao không nói hai cái thằng con hai cái máy chụp hình đó. Nó đi đâu rồi không biết. Mấy ông kia người ta đi làm việc ra đâu có ở không mà ông ơi. Yeah. Lâu lâu ông mới gặp chứ còn dễ gì người ta đi mượn việc tối ngày chứ đâu quay. Dạ dạ. Đâu quay ở không như mình vậy. Dạ. Thỉnh thoảng con ghé thăm ông nha. Thôi con về. Dạ con chào ông nha. Nha. Dạ. Thôi gắng mà thương tao rồi. Dạ. Một cơm ăn nha ông. Dạ. Ơi chết con ơi. Nhà của ông trước sau là nó thông thiên với nhau luôn. Nó muốn sập luôn rồi. Nó tao trời rồi mà vợ chồng gặp nhau đó. Vậy đó. Ở vậy luôn đấy hả? Ta đây ta lượm từ kè hợp luôn mẹ ơi. Dạ. Là gì là chắc là vậy à.
Nhà ông bây giờ chỗ này bùn lầy, sình lầy này. À, nó... Cây cối thì nó mục nát hết rồi. Ngủ thì cái bước cái giường dưới cái... Thôi chết. Con đi về thỉnh thoảng con ghé con thăm ông nha. Ông để tiền mua kẹo, mua cơm, mua thịt ăn nha. Mua quần áo mặc nha. À. Rồi thì hôm nay mình đã tìm được nhà của ông cụ rồi các bạn. Ông thì cũng không đi xin thì cũng chả có để mà ăn. Hàng ngày ông phải đi lội bộ tính là cả vài cây số để ông đi kiếm từng miếng cơm, miếng gạo để ông ăn. Nhà ông thì xung quanh các bạn thấy là nó thông thiên từ đường trước ra đằng sau luôn này. Đứng đường trước và nhà đằng sau ông ấy nằm ngủ đây. Mưa gió thì ông nói là nó dột dữ lắm. Này mình cũng thay mặt có một mạnh thường quân là gửi tiền nhưng mà không có nói tên, là cái mã chuyển tiền đó là 1010, là gửi cho ông 200.000 cộng với chị Trinity Nguyễn gửi cho ông 50 đô, là 1.150.000 cộng với chị Ngọc Nữ là gửi cho ông 1.000.000. Thì mình thay mặt các cô chú mạnh thường quân gửi đến ông để cho ông bớt cái phần đi lại cho ông đỡ vất vả. Thì nay mình biết nhà ông đây rồi, thỉnh thoảng nếu có dịp thì mình đi ngang qua đây thì mình sẽ ghé thăm ông và quay lại để giới thiệu đến mọi người. Còn bây giờ mình cũng xin dừng và kết thúc cái video đây. Mình xin chào và hẹn gặp lại tất cả các cô chú, các anh chị cũng như tất cả các bạn trong cái clip sau. Bye bye ông nha. Con kia. Dạ, ông đi khỏe nha. Dạ, dạ. Ông rất đôi ơn ngay. Biết chừng nào con ơi. Thỉnh thoảng con ghé con thăm.